Hello, chào mừng mọi người nha. Bữa nay thì Hà sẽ lên cho mọi người một dàn sonic luôn, cực kỳ đẹp ha. Thì bẵng qua hết mấy tháng ta, tầm khoảng 3-4 tháng trước á, là sonic có thông tin là sẽ ngưng sản xuất, với lại không có hàng để nhập về luôn. Đó, thị trường rất là hiếm hàng, nhưng mà bây giờ bên Hiếu Thành Phát đã rất là cố gắng và nỗ lực để nhập về được cho mọi người rất là nhiều xe, mà còn độ lên màu nữa. Nguyên một dàn xe này bây giờ Hà sẽ review cho mọi người sơ qua từng màu ha. Mẫu đầu tiên ở đây là Hà đang có một em là màu hồng đen. Lưu ý giúp Hà nha, nguyên cái hàng này là sơn 3D hết nha cả nhà. Thực ra thì màu jean á, Hà nghĩ là nhiều bạn đã biết rồi, nên là hơi ít quay màu jean một xíu, chủ yếu Hà sẽ quay màu đỡ cho mọi người tham khảo ha. Màu hồng nè, rồi bạn nào thích nó nhẹ nhàng hơn chút nữa mình chọn màu xanh lục bảo giùm Hà ha. Cái màu này thì khá là độc lạ nè. Còn bạn nào mà thích nổi bật một chút á thì mình có thể chọn màu vàng ha. Xanh lục bảo thì nhẹ nhàng hơn, còn màu vàng thì nó tươi hơn, sáng hơn. Đó, hoặc là ai thích độc hơn nữa thì mình sẽ chọn màu xanh cốm giùm Hà ha. Cái màu xanh này rất là đẹp ha. Xanh này khác với xanh lục bảo nha. Cái nước sơn của nó là do là pha trắng nên là nhìn cái xe nó màu nó sẽ đục hơn so với cái màu xanh lục bảo mà rất là đẹp. Còn màu này màu xám tím iPhone 14 ha. Bạn nào thích thì rinh ngay một em đi. Mình có thể mua xe thay vì mua điện thoại đúng không? Điện thoại chỉ để nghe, để gọi thôi. Còn mua xe là mình chạy và mình có thể chở thêm ghệ nữa. Rồi ở đây Hà có màu đỏ candy nữa nè. Cái màu này thì bên Hà bán cũng khá là nhiều rồi, và cũng khá là nổi tiếng bên Hiếu Thành Phát luôn. Nhắc tới đỏ candy thì chỉ có Hiếu Thành Phát độ là chuẩn nhất luôn. Cái màu đỏ candy cực đẹp luôn nha. Hà nói thật luôn, tại vì không phải dễ mà độ được màu đỏ candy đâu mọi người. Bình thường á, độ mà mình hơi đỏ nhiều quá nó thành đỏ tươi, rất là chói. Còn nếu mà pha hơi nhiều á, pha cái màu nâu hơi nhiều thì thành đỏ đô, rất là xấu, già nữa. Còn đây là màu đỏ candy rất là tươi và đẹp ha. Rồi xanh xi măng dành cho bạn nào đam mê cái màu gọi là màu chất chơi á. Màu này khi mà lên video nhìn nó rất là ảo luôn mọi người, rất là đẹp ha. Còn bạn nào thích nổi hơn nữa thì mình lựa chọn màu cam giùm Hà nha. Nói chung là màu nào bên Hà cũng có hết trơn á. Đây là một số màu cơ bản ha, bên Hà review sơ qua cho mọi người. Còn ngoài ra ví dụ mình không thích, mình có thể đặt sơn theo yêu cầu luôn nha. Và cái quan trọng ở đây á, là hiện tại cái dòng Sonic giá tốt lắm mọi người. Giá đã giảm 1,5 tháng, Hà nhầm, đã giảm 1,5 triệu so với tháng trước. Giá Sonic của tháng 2 này đã giảm 1,5 triệu so với tháng 1 rồi nha. Chỉ dao động tầm 56-58 triệu thôi. Và mua góp thì trả trước tầm khoảng 12-14 triệu trở lên giúp Hà là được ha. Thủ tục mua góp thì rất là đơn giản, chỉ cần căn cước hoặc chứng minh nhân dân. Bây giờ thì tốt nhất mình nên chuẩn bị căn cước giúp Hà đi ha, tại vì nó sẽ giúp cho mình cái quá trình làm biển số dễ hơn ha. Ngoài ra mình có thêm hộ khẩu hoặc là bằng lái, hợp đồng lao động gì đó thì càng tốt. Trước khi tới mua xe đừng quên liên hệ trước qua hotline trên màn hình, mình sẽ được hỗ trợ chi phí đi lại từ 500.000 đến 2 triệu đồng, và đặc biệt còn được nhận rất là nhiều món quà hấp dẫn. Nếu như mình ở xa có thể di chuyển bằng xe khách cũng được, đến ngay cổng 1 khu du lịch Đại Nam, Hà hỗ trợ đón vào miễn phí nha. Cửa hàng thì ở Bến Cát Bình Dương nha mọi người, gần chợ Nhật Huy á, nhưng mà không có xa lắm đâu, tại vì giáp với thành phố mới luôn đó, nên là mình cứ chịu khó mình đi cũng được. Và các bạn Zalo để Hà gửi định vị mình đi sẽ dễ hơn ha. Bữa nay thì chắc là tạm biệt cả nhà ở đây thôi, mong là mọi người sẽ ủng hộ Hà trong thời gian sắp tới.